được vui trọn mùa xuân thắm xinh. Khi ra khỏi quân trường, cầm tờ sự vụ lệnh lên trình diện đơn vị tại bang Mê Thuộc, tôi cứ ngỡ là suốt đời binh nghiệp của mình sẽ gắn liền với rừng núi cao nguyên. Nhưng không ngờ tiểu đoàn của tôi được chọn làm đơn vị trừ bị cho quân đoàn, nên nhiều khi buổi sáng còn ở núi rừng Quảng Đức Lâm Đồng, buổi chiều lại có mặt ở bờ biển Bình Tuy, Cam Ranh, Phan Thiết. Một ngày cuối thu năm 1966, sau mấy tháng đánh đấm ở Bình Định, Phú Yên, đơn vị tôi cùng một chi đoàn thiết quân vận tăng phái được tàu hải quân bỏ xuống bờ biển Nha Trang. Trong đám lính phong trần, có lẽ tôi là thằng mừng vui nhất, không phải đang từ một vùng lửa đạn được đổi đến thành phố biển An Bình, nhưng vì bất ngờ được trở lại quê hương, nơi còn rất nhiều dấu vết tuổi thơ. Cuộc hành quân mang tên Hải Âu này, với tôi, nó còn là một định mệnh, khi cả đơn vị đổ quân xuống thị trấn Ninh Hòa lúc 2 giờ sáng. Bởi chính lần này, cuộc đời tôi cục chặt với vùng đất có con sông Dinh chảy qua cầu sắt này. Hơn 3 tuần trong một khu đá bàn, chúng tôi xuống Phú Gia nhận lương thực rồi kéo qua Tân Hưng, Trường Lộc và cuối cùng về nghỉ dưỡng quân 2 tuần tại Phú Hòa, một làng quê An Bình và Trù Phú như cái tên gọi. Tôi tìm địa hình thích hợp để bố trí quân và chọn khu vườn sau một ngôi nhà lớn nằm trên vị trí khá cao bên con hương lộ để xin được đặt ban chỉ huy đại đội. Bà chủ nhà đón tôi bằng một nụ cười phúc hậu của một bà mẹ thương con. Bà vui vẻ cho phép chúng tôi được sử dụng cái hiên nhà rộng rãi và thoáng mát làm bản doanh. Cần bất cứ thứ gì, bà sẵn lòng giúp. Ông chủ cũng là một người nặng tấm lòng, hỏi han từng người lính. Ông bà xem chúng tôi như con cháu trong nhà. Hơn nữa, thấy lính tráng khổ cực, ông bà thương. Tụi tôi ai nấy cũng cảm động trước tấm lòng nhân hậu của ông bà. Nhưng theo lệnh trên, không cho phép ở trong nhà dân, mà chỉ xin được ở ngoài vườn. 2 ngày sau thứ bảy, tôi mới phát hiện nhiều điều thú vị. Đúng là ở hiền gặp lành. Ông bà có đến 5-6 cô con gái mà cô nào cũng xinh đẹp, hiền thục và học hành giỏi nữa. Nghe nói ba cô chị thì đã đi làm hay đi học ở Nha Trang rồi, chỉ về thăm nhà vào cuối tuần thôi. Còn mấy cô em thì đang học ở trường trung học quận lỵ. Hỏi ra thì hầu hết mấy cô nương này tôi chưa gặp, nhưng đã nghe danh từ lúc còn đi học ở Nha Trang kìa. Là một tiểu đoàn lưu động nên hầu hết lính tráng đều rất trẻ. 3 thằng đại đội trưởng cũng là 3 thằng thiếu úy sữa. Thằng nào cũng vừa rời ghế nhà trường mới vài 3 năm hả? Trong số này thì có Trần Công Lâm cùng khóa với tôi và Đặng Trung Đức khóa 19 võ bị Đà Lạt. Dù sao tôi cũng là dân Khánh Hòa nên lúc nào cũng giữ thái độ kính nhi viễn chi. Hơn nữa tôi cũng vừa mới làm quen với một cô trước sân vận động, nên phải nằm lòng lời dạy của người xưa là ăn cây nào thì rào cây nấy. Trong 3 thằng, Đặng Trung Đức là hào hoa nhất. Đại đội của Đức đóng trên Gò Quýt, nhưng lúc nào chàng ta cũng có mặt trong ban chỉ huy đại đội của tôi. Bọn tôi ai cũng quý Đức vì anh thâm niên hơn và tính tình rất vui vẻ dễ thương. Đức có tài nói chuyện. Hơn nữa, anh thường tâm sự về hoàn cảnh con một của bà mẹ già sống quá bụa trên xứ sương mù Đà Lạt. Từ lúc Đức mới lên năm nên càng được bà chủ nhà động lòng thương. Không biết là trong mấy cô con gái lớn, Đức đã trồng cây si cô nào, và cũng chẳng biết có cô nào dành một ngăn nhỏ trong trái tim cho anh không. Nhưng mà thấy chàng ta yêu đời lắm kìa, miệng lúc nào cũng hát líu lo những bản tình ca. Chưa được 2 tuần thì đơn vị nhận lệnh di chuyển khẩn cấp vào phi trường Nha Trang để được bốc lên tiếp viện cho chiến trường Quảng Đức. Chia tay, tụi tôi ai cũng mang theo lưu luyến trong lòng. Nhưng chắc chắn Đức là thằng buồn nhất vì chưa kịp nói một lời tỏ tình. Và cũng kể từ hôm nay, ngoài vóc dáng bà mẹ già cô độc ở quê nhà, chàng ta còn mang theo bóng hình một người con gái Phú Hòa vào nơi gió cát. Tình hình chiến sự ngày càng sôi động, đơn vị tôi lại tiếp tục, nay đây mai đó. Chiến cuộc làm cho thời gian ngắn lại, và mộng mơ của những thằng lính cũng sớm nở tối tàn. Rời khỏi Ninh Hòa, đơn vị của tôi chưa có lần trở lại.
Mãi đến đầu năm 1970, khi toàn bộ trung đoàn trên đường di chuyển từ Tuy Hòa về hậu cứ sông Mau Phan Thiết, sau cuộc hành quân ở khu vực đập Đồng Cam, thương tình tôi, ông trung đoàn trưởng cho đoàn quân dừng lại nghỉ chân dọc theo cả lộ tuyến Đại Hàn 2 tiếng đồng hồ, để tôi ghé lại thăm bà vợ vừa mới sanh đứa con gái thứ hai. Đặng Trung Đức chạy theo tôi, rồi hỏi đường lên Phú Hòa, nhưng chỉ gặp được bà mẹ chủ nhà Phúc Hậu năm nào. Mấy cô con gái hầu hết đã theo chồng hoặc đang có người yêu ở đâu đó. Mùa hè năm sau, lúc này tôi đã được điều về làm ở Bộ Chỉ huy Chiến đoàn Bản Doanh tại Sông Mau. Sau khi hoàn tất chuyến bay tiếp tế khẩn cấp cho một đơn vị đang hành quân trong mật khu nằm giữa ranh giới Bình Thuận Lâm Đồng, tôi trở về nhà trong khu cư xá. Bà vợ Ninh Hòa vừa dắt con vào thăm. Bước vào nhà, thấy vợ tôi đang nói chuyện với 2 người khách. Một sĩ quan trẻ, bô trai, và một cô gái đẹp dịu hiền, có nụ cười rất xinh mà tôi có cảm giác quen quen. Bà xã giới thiệu bạn đồng hương. Tôi mới biết 2 người là một đôi uyên ương tuyệt vời, họ vừa mới đính hôn. Điều làm tôi ngạc nhiên, cô gái chính là một cô em trong mấy người đẹp Phú Hòa mà tôi đã được bà mẹ Phúc Hậu cho phép đóng quân trong vườn nhà 5 năm về trước. Một trùng hợp lý thú là hôn phu của cô, người sĩ quan vừa mới tốt nghiệp khóa 24 từ trường Võ Bị Đà Lạt, lại được bổ nhiệm về tiểu đoàn Thần Ưng, mà tiểu đoàn trưởng chính là anh bạn của tôi, đã cùng đóng quân ở làng Phú Hòa thuở trước, Đặng Trung Đức. Gặp nhau chưa kịp tâm tình thì vội vã chia tay, một đơn vị chạm địch, tôi lại phải có mặt tại trung tâm hành quân. Hôm sau tôi xách xe chạy lên gặp Đặng Trung Đức. Tiểu đoàn Thần Ưng của Đức là một đơn vị đánh đấm có tiếng, đang ứng chiến tại Bản Doanh làm lực lượng trừ bị cho cuộc hành quân. Tôi mới hỏi Đức về Phùng, người sĩ quan võ bị mới bổ sung về đơn vị Đức, và bảo Đức mời anh đến câu lạc bộ tiểu đoàn uống nước. 2 người cùng xuất thân từ mái trường Đà Lạt nên họ rất trân trọng cái tình huynh đệ. Tôi hỏi Phùng về vị hôn thê. Phùng cho biết là cô đã về lại Cam Ranh, nơi cô làm việc từ sáng sớm. Đức ngồi nghe nói chuyện, quay sang hỏi tôi. Bà con với Phùng hả? Bạn có biết bà xã tương lai của Phùng là ai không? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại Đức. Chàng ta tròn mắt, đứng phát lên đập vào vai Phùng khi nghe tôi bảo người con gái ấy là một trong mấy cô em của người đẹp Phú Hòa mà chàng ta đã từng mang trong tim bóng hình một dạo. Điều duy nhất mà Đức và tôi có thể giúp Phùng là hết lòng trong tình huynh đệ, chỉ vẽ những kinh nghiệm máu xương của một người lính chiến trường. Một sĩ quan võ bị như Phùng, chắc chắn anh cũng không yêu cầu chúng tôi điều gì. Hơn nữa, quy chế của sư đoàn từ lúc vị tư lệnh danh tiếng Trương Quang Ân dành cho một sĩ quan võ bị mới tốt nghiệp là phải giữ một chức vụ tác chiến tối thiểu là 4 năm. Năm 1972, trung đoàn tôi có lệnh di chuyển lên An Khê thay thế vị trí của sư đoàn 101 không kỳ Hoa Kỳ rút quân về nước. Ngày 24 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Tiền phương sư đoàn 22 bộ binh tại Tân Cảnh bị thất thủ sau khi vị tư lệnh từ chối rời căn cứ bằng trực thăng của Mỹ, ở lại chiến đấu và hy sinh. Trung đoàn tôi di chuyển khẩn cấp toàn bộ lên phi trường Pleiku để được không vận lên Kon Tum bằng C-130 ngày đêm hôm ấy.
Khi vào không phận, phi cơ tắt hết đèn, đảo mấy vòng, đáp xuống thật nhanh, trút chúng tôi xuống cuối phi đạo, rồi bay lên trong bóng đêm mịt mùng, cùng lúc với những trái đạn pháo của đối phương thi nhau rớt xuống. Đơn vị tôi đã giữ vững được Kon Tum và trở thành tuyến đầu của trận chiến cao nguyên trong suốt mùa hè đỏ lửa. Chiến thắng ngày ấy dù vinh quang, nhưng chúng tôi cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Ba thằng thiếu úy nhóc con đóng quân ở Phú Hòa lúc trước, hai thằng đã nằm xuống, Trần Công Lâm và Đặng Trung Đức. Có lẽ cô gái Phú Hòa năm xưa không ngờ rằng có một người lính vừa mang theo vào lòng đất bóng dáng của mình, mà có một thời chàng ta đã yêu trộm nhớ thầm trong một lần dừng quân ngắn ngủi. Bao nhiêu điều bi thảm, nhưng rồi khi cuộc chiến kết thúc lại càng bi thảm hơn. Sau tháng 4 năm 75, bao nhiêu người tù đầy chia ly, khốn cùng, bỏ quê lưu lạc. Dường như sau một lần mất mát lớn lao quá, người ta dễ quên đi những nỗi buồn, những đau đớn cũ. Nhưng nếu trong bất chợt có điều gì gợi lên nỗi nhớ, ký ức sẽ mang mọi thứ trở về thật nhanh, làm lòng người ta bâng khuâng ghê lắm. Đầu năm 2003, như những con chim dư sứ gọi bầy, một nhóm bạn Ninh Hòa của bà xã tôi đang lưu lạc khắp nơi, có cùng tấm lòng tha thiết với quê nhà, với bạn cũ trường xưa, ngồi lại thành lập trang web Đồng Hương Ninh Hòa. Trong số những cánh chim Hải Âu đáng quý này, có một người là chàng rể Úc Phú Hòa. Anh ta cũng là một sĩ quan hải quân, nhưng đã không theo chiến hạm ra khơi trước giờ thứ 25 cuộc chiến, mà ở lại với cô con gái Úc Phú Hòa để hứng chịu bao năm tù tội. Dù chưa một lần gặp nhau, nhưng anh đã cho tôi thật nhiều cảm kích. Mỗi lần tâm tình qua điện thoại viễn liên, anh ta gợi lại trong tôi lãng đãng một hình ảnh Phú Hòa dễ thương thuở trước. Bây giờ Phú Hòa ngàn trùng xa cách, những người đẹp Phú Hòa xưa giờ đã lưu lạc bốn phương trời. Chỉ có bà mẹ Từ Tâm Phúc Hậu vừa vĩnh viễn nằm lại trên quê nhà bên cạnh chồng, trong gió nội hương đồng pha lẫn dư âm tiếng vui đùa của mấy cô con gái dễ thương trong những ngày mới lớn, cùng biết bao hình ảnh đẹp đẽ của một thời Phú Hòa hưng thịnh.